Hãy giam cổ tạch chim dầu cuộc tôi để sang mai tôi đưa nàng về mong cổ. Các tiên kiều đưa em công về, tên mà phu này sẽ chịu cực hình khổng kiếp như có bằng nếu tiểu tớ còn xót thương cuộc đời tên nô lệ thì xin tiểu tớ về lại với quê. Tôi phải không anh? Không,
yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong đắp mộ cho